Kỷ niệm ngày thứ bảy 25 tháng 4 vết thương thương xót con xin mình vào lòng thương xót chúa với niềm ra ân tình chúa cao xa con xin mình vào lòng thương xót chúa với nhân ra ân tình chúa anh chị em Chúng ta đã sang ngày thứ bảy rồi Nếu mà không có bị cách ly Nếu mà cứ đi làm bình thường Thì thứ bảy Chủ nhật anh chị em được nghỉ weekend Còn bây giờ thì Ngày nào cũng weekend Ngày nào cũng được nghỉ hết Và anh chị em có thời giờ nghỉ ngơi Có thời giờ để mà thư giãn Vậy thì mời anh chị em cũng có thời giờ để chúng ta nghe những chia sẻ những uh, suy niệm chúng tôi là người đi uh, người phu quét đường quét lá đi gom và ngồi lọc lựa giống như là tin mừng nói lọc lựa những cái gì tốt cái gì đẹp để sang một bên thấy được cái gì tốt trong kho tàng trong kho tàng chưa được biết bao nhiêu cái điều quý thì chúng tôi lượm lặt được cái gì quý xin được chia sẻ với anh chị em có thể đó là những bài thơ đó là, là những bài giảng có thể là những bài viết có thể là những bài chia sẻ của những tác giả đưa lên trên trang web mà nhiều khi anh chị em không bao giờ để tìm hoặc là không bao giờ để đọc như là những người mắt kém hoặc là không có mở được trang web thì chúng tôi làm cái công việc của người phu đi quét lá rồi làm công việc của người đi bán ra ve chai, lượm lặt hoặc làm công việc của người đầy tớ đưa đến chồng chủ những cái món ngon, những vật lạ. À, xin mời các ông bà chủ hôm nay thưởng thức một món mang tên là Vết thương thương xót. Đây là một bài giảng của một người rất nổi tiếng nhưng mà bây giờ thì đã ẩn giật Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đọc bài chia sẻ của Ngài về ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh lễ lòng thương xót Ngoài cái bài giảng mà hôm qua mới chia sẻ với anh chị em ngày thứ sáu 24 tháng 4 bài giảng của Đức Thanh Cha Phan Xì Cô Hôm nay đọc thêm lại được một cái bài giảng nữa về lòng chú thương xót của Đức Giám Mục Xin mời anh chị em lắng nghe, tôi thấy sướng lắm Nghe nhé Chủ nhật thứ hai Phục sinh, Giáo hội mừng lễ kính lòng thương xót của Chúa. Chúa bày tỏ lòng thương xót trước sự khốn cùng của con người trong đại dịch Covid-19. Con người cũng đang bộc lộ sự khốn cùng của mình. Con người khốn cùng vì không thể tự bảo vệ mình được. Con virus Corona không buông tha bất cứ một ai kẻ yếu cũng như người khỏe già chẳng khác gì trẻ giàu không hơn gì nghèo thường dân quan quyền cũng như nhau lạc hậu tiên tiến nông thôn thành thị ai cũng có thể chết không loại trừ một ai đọc đến đây thấy có một cái tin nhắn mà ra coi nói là một ông tỷ phú bên mỹ là bạn thân của tổng thống mỹ cũng mới qua đời vì dính virus corona mặc dù ông tổng thống đã khuyên là không nên để ở new york mà đi về florida gì đó để dưỡng bệnh để mà khỏi bị lây nhiễm virus corona nhưng cũng không thoát mặc dù là một tỷ phú rất giàu ở bên Mỹ. Nhưng mà rồi con virus nó đâu có tha mà chúng ta biết là người tỷ phú thì đương nhiên là mọi cái đều được bảo vệ rất là kỹ chưa, ăn uống rồi thì đi lại ăn mặc mọi thứ đều rất kỹ nhưng mà cũng tiêu. Cái lúc mà tôi ra ngoài đầu ngõ tôi nhìn thấy có hai ông bà, một bà già lắm với một cái ông cởi trần mặc quần đùi hai ông bà đang ngồi bẻ cho nhau khúc bánh mì tôi bảo chết lây chết nhiễm chết dịch Nhưng mà họ bảo đói thì lo ăn trước cái đã rồi có dính lây thì tính sau mà tới ngày hôm nay tôi đi đến đi qua đi lại con đường đó gần tháng này thế hai ông bà vẫn cứ sống <laughs> sống vui sống khỏe sống mà chẳng có lo lắng gì như mình cả thì mình thấy đúng là ai cũng có thể chết cái con virus corona này nó không có uh, kiểu uh, phân biệt nha nó không có kiểu uh, lo lót chạy trọt nha nó không có kiểu uh, là nể nang gì ai hết nha nó trời tuốt hết con người khốn cùng vì không tìm ra thuốc chữa trị bao nhiêu công trình nghiên cứu bao nhiêu loại thuốc quý hiếm bao nhiêu phương pháp điều trị tất cả cho tới bây giờ đều bó tay không gì tiêu diệt được con siêu vi khuẩn bé nhỏ này con người khốn cùng vì biết bao trí tuệ loài người phút chốc trở nên tầm thường bao ngàn năm văn minh tiến bộ giờ đây thảm bại trước con siêu vi khuẩn vô cùng bé nhỏ đường phố vắng tanh Trường học đóng cửa Chợ búa không ai mua bán Sân vận động cỏ mọc rêu phong Nhà thờ vắng tiếng kinh cầu Xe cộ ngừng chạy Máy bay ngừng bay Sang trọng như là phi thuyền Diamond Princess Và vị vũ khí tối tân như hàng không mẫu hạm Teodoro Roosevelt Cũng bị con coronavirus hạ gục Con người khốn cùng vì chợt nhận ra chính mình đang tàn phá sự sống Khi con người rút lui thì trời xanh hơn Có đúng không ạ? Nước trong hơn Chim hót líu lo Khí hậu trong lành Thiên nhiên thoát khỏi con người trở về với vẻ xinh đẹp tốt lành của nó Đi ra ngoài đường có việc cần tôi thấy sao mà thành đường phố nó vắng vẻ nó trong lành nó trong mát nó trật tự dễ thương thế nó yên tĩnh yên lành yên hàn thế chợt nghĩ giá mà ngày nào cũng như thế này thì chẳng phải chen nhau chẳng phải kiệt xe chẳng phải lấn nhau chẳng phải cãi nhau ít người có bộ ngon ạ à. <laughs> thưa anh chị em bỗng nhiệt mình coi chừng mình lại bị ích kỷ Người ta đang dịch vì virus nó mới như vậy Mình bảo ước gì cứ như thế này rồi chết hết à Rồi mình sống với ai Thưa anh chị em Đúng là con người khốn cục Thiên nhiên thoát khỏi con người trở về với vẻ xinh đẹp tốt lành của nó Phải chăng con người đang sai lầm Thay vì xây dựng lại hủy hoại Nên văn minh này đi về đâu Con người khốn cùng vì chợt nhận ra Đã bỏ quên những điều chính yếu để chạy theo những gì phụ thuộc Đuổi theo những ảo ảnh chóng qua Đánh mất những giá trị vĩnh cửu Thiên Chúa là nguồn gốc sự sống Nhưng con người chỉ biết đi tìm cái phần ngọn Linh hồn là vĩnh cửu Nhưng con người chỉ biết gìn giữ những gì chóng qua Tha nhân là món quà đã biến thành đối thủ Cạnh tranh đấu đá ghen tị Ghen tức, ghen tuồng Gia đình là tổ ấm Lại trở thành quán trọ Thế giới hôm nay Giống như một con bệnh khổng lồ Bị cướp đánh giờ sống giờ chết Đang nằm rên la bên vệ đường Thế giới hôm nay Như một bãi chiến trường Người chết nằm la liệt Thế giới hôm nay Như một thân thể mang đầy thương tích Thế giới hôm nay Đang cần đến lòng thương xót Thế giới hôm nay đang cần đến lòng thương xót Thương chị em Hôm nay Chúa Kitô Phục sinh đã hiện đến Bày tỏ lòng thương xót Chúa cho các môn đệ xem vết thương Vết thương là bằng chứng tình yêu thương Vết thương là bằng chứng tình yêu thương Chúa cho ta xem vết thương Để cho thấy Chúa đang chịu thương tích vì ta Chúa đang cùng đau đớn khổ sở với ta. Thế giới này là thân thể Chúa. Những vết thương của thế giới vẫn hằn lên thân thể của Chúa. Chính Chúa mang lấy những vết thương của ta. Chúa chịu thương tích vì ta. Chúa mang lấy vết thương của ta vì Chúa là lòng thương xót Lòng thương xót của Chúa tồn tại đến muôn đời Cho nên đã phục sinh rồi Chúa vẫn mang những vết thương Tô Ma đòi kiểm tra vết thương của Chúa Vết thương minh chứng tình yêu đích thực Chỉ có Chúa mới chịu mang thương tích vì ta mà thôi Vì Chúa yêu ta đến chết vì ta Đây là một đòi hỏi hợp lý cho nên Chúa bằng lòng cho Tô Ma xem vết thương Bằng lòng cho Tô Ma kiểm chứng Không những cho xem Mà Chúa còn mời Tô Ma hãy sỏ ngón tay vào lỗ đinh Và đặt bàn tay vào vết thương ở cạnh sườn Chúa Đặt tay vào vết thương để cảm nhận đau thương Đặt tay vào vết thương để cảm nhận tình thương Đặt tay vào vết thương để biết xót thương trong đại dịch Covid hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đặt tay vào vết thương của anh chị em đang đau khổ Hãy đặt tay vào vết thương của anh chị em đang đau khổ Để cảm nhận nỗi đau của họ Để hiệp thông với họ Đọc đến đây tôi bỗng thấy mình có lỗi Bỗng thấy ấy náy vô cùng Vì mình đang sống rất an toàn Đang sống rất thoải mái Đang sống trong một môi trường Không bị đe dọa bởi virus corona Như những anh chị em ở bên ngoài Nghĩ đến bao nhiêu con chiên bổn đạn, Nghĩ đến bao nhiêu người nghèo khổ Bao nhiêu người không cơm ăn áo mặc Nhất là không có nhà để ở Mình sống an toàn trong bốn bức tường Tôi đang ngồi trong bốn bức tường Để chia sẻ với anh chị em để lọc lựa những cái gì hay Cái gì tốt Cái gì đẹp Để đem đến cho anh chị em Mà tôi bỗng thấy Mình như có lỗi Bỗng thấy rằng là Mình như là ích kỷ Bỗng thấy Mình như là dừng dưng Khi mình Ở trong bốn bức tường Rồi cái cảm giác an toàn Cảm giác yên hàn Cảm giác uh, Thấy mình còn sống Ngon lành Nó sẽ làm cho mình có khi không biết chạy lòng Vì có nhìn thấy gì đâu Ngó chung quanh chỉ thấy bút bức, bức tường thôi mà Thấy rằng Có gì xảy ra đâu nào Có gì đáng sợ đâu nào Làm sao mà mình đặt tay vào vết thương Của những anh chị em đang đau khổ Để cảm nhận nỗi đau của họ Để hiệp thông với họ Đáp lại lời mời gọi của Chúa Ta thấy Đức Thánh Cha Phan -cô Đã đặt tay vào vết thương của thế giới Đã đặt tay vào vết thương của thế giới Nên Ngài cảm nhận được nỗi đau Nên Ngài đã nhiều lần ứa lệ Nói gương Đức Thanh Nhiều hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân Y bác sĩ, thiện nguyện Đã đặt tay vào và đã cảm nhận được nỗi đau của các nạn nhân trong số đó phải kể đến đức hồng Y sạc là muang bồ đức tổng giám mục bergamo đặc biệt hai linh mục alberto derby và anton phạm hữu tâm riêng cha tâm đã tình nguyện đến new york tâm dịch của mỹ và phục vụ tại icu chăm sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng đặt tay vào vết thương đó là vàng phải thử trong lửa để nên tinh tuyển đó là đức tin phải được thanh luyện để đạt tới vinh quang Như thư phê -rô đã dạy cho ta Chúa phô bày vết thương để mời gọi ta hãy vào ẩn náu trong vết thương của Chúa Vết thương của Chúa sẽ che chở ta khỏi mọi thương tích tật nguyện Như lời Chúa hứa với thanh nữ Faustina Trong nhật ký số 299 Hai luồng sáng phát xuất từ nơi sâu thẳm lòng thương xót dịu dàng của ta Vào lúc trái tim đớn đau của ta bị ngọn giáo xé ra Phúc cho kẻ nào biết nấu thân nơi đó Phúc cho ai biết nấu thân nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu Đã thấy những mong manh của kiếp người Thấy sự phù du của nền văn minh Thấy những sai lầm của con người chạy theo những điều phụ thuộc Chú mời gọi chúng ta hãy trở lại những điều cốt yếu Hãy noi gương các tín hữu thời sơ khai Đó là tất cả các tín hữu để mọi sự làm của chung Họ đồng tâm nhất trí Ngày ngày chuyên cần đến đền thờ Khi làm lễ bẻ bánh tại Tư Gia Họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, đó chính là thực hành lòng thương xót của Chúa. Đó chính là thực hành lòng thương xót của Chúa. Ta vui mừng vì thấy lòng thương xót của Chúa thể hiện qua việc các nước giúp đỡ lẫn nhau và thật cảm động nhiều nơi tổ chức các cây ATM gạo để giúp những người thiếu thốn. Linh giáo phận đã tổ chức việc trợ giúp những người bán vé số những người cơ nhỡ những người vô gia cư những người thất nghiệp trong thời gian này các nơi đã tặng gạo cho những gia đình thiếu thốn những nhóm thiện nguyện đã lên đường để đến những vùng sâu vùng xa nhất là đến cả những nơi mà không có bình để chứa nước ngọt mà uống trong lúc này vì nơi ngập mặn lòng thương xót của chúa thật vô biên vô lượng đau khổ càng nhiều Lòng thương xót càng lớn Như Chúa hứa với thanh nữ Faustina Ta sẽ đổ cả một đại dương lòng thương xót xuống cho thế giới Chúa cũng truyền cho thanh nữ Hãy nhận chìm mọi người trong đại dương sâu thẳm lòng thương xót của ta Hãy ẩn mình trong vết thương của Chúa để hưởng lòng thương xót hay băng bó vết thương của thế giới bằng sống lòng thương xót chỉ có lòng thương xót mới có thể chữa lành vết thương chỉ có lòng thương xót mới cứu vãn được thế giới như chúa đã hứa với thanh nữ fostina mọi người sẽ được cứu thoát sẽ được sống khi trở về với suối nguồn lòng thương xót của chúa amen đó là bài giảng của đức tổng giám mục ngô quang kiệt nghe xong đọc xong chính bản thân tôi thấy cái điều vết thương thương xót nó chạm vào cái trái tim của mình chạm vào những cái suy nghĩ của mình làm cho mình ấy nấy bức rức bức xúc vì làm sao tôi cũng chạm được vào những vết thương của anh chị em của tôi chạm vào để xót thương để cảm thương chứ không phải chạm vào để mà xoáy làm cho vết thương nó sâu hơn làm cho vết thương đó đau hơn làm cho người ta đã vốn đau còn đau hơn khổ còn khổ hơn cực còn cực hơn có nhiều lần tôi đã thấy mình như vậy đấy ác tâm như vậy dã tâm như vậy những vết thương của anh em tôi những nỗi đau của anh em tôi tôi đã không làm gì Tôi đã không băng bó Tôi đã không nâng đỡ Tôi đã không cảm thông Thì thôi đi Đằng này tôi còn sát muối vào những cái vết thương đó Lửa cháy Không đổ nước chữa Còn đổ dầu thêm vào lửa nữa Người ta đã đang đau như vậy rồi Để cho người ta yên đi Nếu không giúp được người ta Mà tôi còn Sát muối vào những vết thương đó Tôi còn khoét sâu vào những vết thương đó bởi những lời nói, bởi những tư tưởng, bởi những việc làm Làm cho người ta đã khổ còn khổ hơn, đã khốn còn khốn hơn, đã cực còn cực hơn Như vậy thì tôi có lòng xót thương hay không? Tôi có thực sự cảm nhận được lòng thương xót của Chúa hay không? Tôi có phải là con cái của lòng thương xót Chúa hay không? Bài giảng làm cho tôi suy nghĩ như vậy đấy cho cuộc sống ăn ngon áo đẹp chỉ mong sau ngày tháng phải kiếm ra nhiều. bức tường con lại thấy được gần chúa hơn đây cách ly không đến nhà thờ con thêm nghe bài giảng của cha con thêm ơn chúa hơn, đây cách ly không đến nhà thờ, con thêm nghe bài giảng của cha.